Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng thời gian cuối tuần qua thì theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan, đồng thời là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank, không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ. Như vậy, hiện chỉ còn 5 đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách này. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi được công nhận là tỷ phú đô la Mỹ, người đứng đầu Masan không còn xuất hiện trong danh sách này, khi điều này cũng từng diễn ra vào khoảng thời gian cuối năm 2019. Vậy lý do gì để ông Nguyễn Đăng Quang đã rời khỏi danh sách tỷ phú đô la Mỹ tại Việt Nam? Câu trả lời sẽ có trong phần tổng hợp sau đây. Ngày 29 tháng 10, bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes chỉ nêu tên 5 cá nhân của Việt Nam, trong đó không có tên ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan, mã là MSN, đồng thời là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang không còn đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong khi vào thời điểm đầu tuần trước, tài sản của ông Quang còn ở mức 1 tỷ đô la Mỹ và vào cuối tháng 9, tài sản của ông ở mức 1,1 tỷ đô la Mỹ. Việc tài sản của ông Quang giảm được lý giải liên quan đến bối cảnh cổ phiếu MSN lao dốc xuống đáy trong vòng 2 năm trở lại đây, từ giá là trên 140.000 đồng một cổ phiếu hồi cuối năm 2021 về mức là 58.000 đồng trên một cổ phiếu như hiện tại. Cổ phiếu MSN của Masan tuần qua cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi diễn biến chung trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Quang được công nhận là tỷ phú trong danh sách công bố vào năm 2019 với tài sản là 1,3 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng thứ 1717. Để có tên trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái. Với chủ tịch Masan, thành phần chính chủ yếu được tính toán trên lượng cổ phần MSN do ông nắm giữ. Từ đó tới nay, đây không phải là lần đầu tiên ông Quang rớt khỏi danh sách tỷ phú đô la Mỹ. Trước đó, vào giai đoạn tháng 11 năm 2019 cho tới tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan cũng không được tạp chí Forbes công nhận tỷ phú khi sở hữu khối tài sản dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Mức trị giá của cổ phiếu MSN hiện tại cũng tương đương vùng giá khi ông Quang rời khỏi top tỷ phú thế giới của Forbes trước đó. Ở giai đoạn tháng 11 năm 2019 cho tới tháng 10 năm 2020, giá cổ phiếu MSN lùi sâu về dưới mức 50.000 đồng một cổ phiếu. Ông Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1963 tại Quảng Trị, tốt nghiệp tiến sĩ vật lý hạt nhân tại Viện Hàn Lâm Khoa học Belarus. Sau khi học xong, ông không về nước mà ở lại Nga và khởi nghiệp từ những năm 1990 thông qua việc bán mì gói cho những người Việt Nam sinh sống tại đây. Sau đó, nhà sáng lập Masan đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mì rồi mở rộng sang đậu nành, cá và cả tương ớt. Đến đầu những năm 2000, ông đưa Masan về Việt Nam và phát triển thành lập tập đoàn tiêu dùng hàng đầu như hiện tại. Năm 2022, ông Nguyễn Đăng Quang phát triển nhiều sản phẩm như nước tương chin su, tương ớt chin su, nước mắm Nam Ngư, mì Omachi, xúc xích Pony hay cà phê Vina Cà Phê. Hiện Masan Group là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong mảng tiêu dùng và bán lẻ sau khi mua lại chuỗi Vinmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đổi tên thành Winmart. Theo số liệu thống kê, tại Masan, ông Nguyễn Đăng Quang mặc dù chỉ sở hữu trực tiếp 15 cổ phiếu MSN, nhưng ông đã gián tiếp sở hữu khoảng 252 triệu cổ phiếu này, tương đương với mức là 22% cổ phần của tập đoàn Masan. Sau khi chủ tịch của Masan rời khỏi danh sách tỷ phú đô la Mỹ theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, thì Việt Nam còn 5 đại diện trong danh sách này. Đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vingroup với giá trị tài sản ròng là 4,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Vượng xếp thứ 616 trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes. Người xếp ở vị trí thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Vietjet Air với khối tài sản ròng trị giá là 2,1 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng thứ 1376. Ba người Việt Nam còn lại xuất hiện trong danh sách của tạp chí Forbes là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank. Khối tài sản ròng của 3 tỷ phú này lần lượt là 1,9 tỷ, 1,4 tỷ và 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì cổ phiếu của các tỷ phú Việt Nam có nhiều biến động trong thời gian qua, đặc biệt là có tình trạng giảm mạnh. Tạp chí Forbes từng ghi nhận Việt Nam có 7 tỷ phú đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có hai doanh nhân Việt Nam ra khỏi danh sách tỷ phú đô la Mỹ là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group. Từ khi có mặt trong danh sách, ông Trần Đình Long là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng từng một lần ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có một khoảng thời gian ngắn không được xếp hạng, sau đó Forbes giải thích là do kỹ thuật. Trong thời gian này, không chỉ ông Nguyễn Đăng Quang,
Tài sản của nhiều tỷ phú Việt cũng tụt giảm so với đỉnh cao hồi tháng 3 năm 2022. Tính tới ngày 29 tháng 10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm từ mức 6,2 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 3 năm 2022 xuống hiện còn 4,4 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của nữ chủ tịch Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ mức 3,1 tỷ đô la Mỹ xuống còn 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank, giảm từ 2,3 tỷ đô la Mỹ xuống còn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Đình Long còn 1,9 tỷ đô la Mỹ so với mức 3,2 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 3 năm 2022. Ông Trần Bá Dương và gia đình cũng ghi nhận tài sản từ mức 1,6 tỷ đô la Mỹ xuống còn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông Dương ít biến động hơn do Thaco chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ông Dương có cổ phiếu mã HNG niêm yết. Trong năm 2022, các đại gia Việt chứng kiến một năm đầy biến động khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất tới 2,1 tỷ đô la Mỹ, ông Bùi Thành Nhơn ra khỏi danh sách các tỷ phú đô la Mỹ. Tài sản của các doanh nhân Việt giảm theo thị trường chứng khoán. Không chỉ tài sản của các tỷ phú đô la Mỹ có nhiều biến động, nhiều doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng trong thời gian qua cũng ghi nhận tài sản sụt giảm do thị trường địa ốc vẫn chưa hồi phục khi ngân hàng gặp khó. Có thể kể đến như ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sunshine Group, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch của VPBank. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, hóa chất, thủy sản lại ghi nhận tài sản bứt phá. Nhờ sự tăng trưởng tốt của cổ phiếu FPT, tài sản của ông Trương Gia Bình đã tăng lên đáng kể, quay lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau 15 năm. Theo thống kê đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần FPT, đang sở hữu lượng cổ phiếu FPT trị giá 8,4 nghìn tỷ đồng. Với khối tài sản này, ông Trương Gia Bình đã vượt qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VicoStone, Hồ Xuân Năng để tiến vào top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại, ông Trương Gia Bình đang sở hữu hơn 88,73 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng 7% cổ phần của FPT. FPT là một trong những cổ phiếu tăng trưởng bền vững suốt nhiều năm qua với chính sách cổ tức rất đều đặn. Từ đầu năm, FPT đã tăng trưởng 40% thị giá, qua đó leo lên mức 94.300 đồng trên một cổ phiếu. Cùng với đà tăng của cổ phiếu FPT, tài sản của ông Trương Gia Bình đã tăng thêm khoảng 2.400 tỷ đồng từ vị trí 13 ở cuối năm ngoái đến vị trí thứ 10 vào năm nay. Năm 2006, ông Trương Gia Bình từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản trị giá 2.400 tỷ đồng. Đến năm 2008, tài sản của ông Trương Gia Bình giảm còn 600 tỷ đồng, đứng thứ 10 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Kể từ đó, dù tài sản tăng gấp nhiều lần, nhưng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình vẫn chưa thể quay trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cho đến thời điểm tháng 9 năm nay. Sau 15 năm, giá trị tài sản thời điểm ngày 25 tháng 9 năm 2023 của ông Bình gấp 14 lần, tăng thêm 7.800 tỷ đồng. Vừa rồi là phần tổng hợp của chúng tôi về tình hình biến động tài sản của các tỷ phú đô la Mỹ tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.